Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn chịu sự khống chế của khối không khí lạnh nên thời tiết tạnh ráo không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động trong ngưỡng từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao là từ 5 đến 8 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Dự báo từ trưa chiều nay, trời sẽ hửng nắng nên nhiệt độ sẽ tăng lên so với ngày hôm qua, cao nhất toàn vùng dao động trong ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Từ ngày mai, khối không khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu, sự tăng nhiệt sẽ diễn ra rõ rệt hơn. Ban ngày có nắng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24 đến 27 độ, riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Thời tiết khu vực quay lại trạng thái nồm ẩm, mưa phùn, sương mù xuất hiện về đêm và sáng sớm. Đến cuối tuần này, tức ngày 27 đến ngày 28 tháng 3, các tỉnh miền Bắc hửng nắng, khô ráo, nhiệt độ tăng lên cao, dao động trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Một số nơi ở Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La khả năng đón nắng nóng sớm, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Đối với khu vực Trung Bộ, từ đêm qua khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay 24 tháng 3, ở các tỉnh từ Quảng Bình tới Khánh Hòa sẽ có mưa, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng. Đến khoảng trưa chiều thì mưa giảm, trời còn nhiều mây, nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 20 tới 23 độ với khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh và từ 23 tới 26 độ tại khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Mặc dù không tác động trực tiếp, nhưng không khí lạnh cũng khuếch tán xuống khu vực phía Nam, bao gồm cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Vì thế mà các tỉnh phía Đông Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ trời nhiều mây hơn, nắng chỉ gián đoạn, mức nhiệt cao nhất ngày cũng giảm. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng dịu dần tại các tỉnh thành phía Nam. Đồng thời tác động của nhiễu động trong đới gió đông nên những cơn mưa dông trái mùa cũng có khả năng xuất hiện. Mưa dông chủ yếu về chiều tối, tập trung tại các tỉnh Nam Bộ. Một điều đáng lưu ý là xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long có xu hướng tăng cao trở lại từ ngày 27 tháng 3. Còn tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi 29 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3.
Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.